cho các bạn. Đây là phiên bản LTOP mới nhất của mình. Mình đặt tên nó là phiên bản LTOP Tiny, tại vì nó nhỏ xíu. Đây. Phiên bản này thì nhìn nó nhỏ gọn và có vẻ như nó nhanh hơn cái phiên bản full, nhưng thực chất thì nó không nhanh hơn, nó chỉ gọn hơn thôi, và nó không có trực quan hơn cái phiên bản full. Đồng thời nữa là cái phiên bản này nó không cho phép các bạn tùy chọn cái chất lượng cao hay thấp của mỗi video, mà là cao hết, thấp là thấp hết, hoặc là trung bình hết, chứ không có được chọn video nào cao, video nào thấp. Thì các bạn cũng không biết được mỗi video là nó có độ dài là bao nhiêu, tại vì nó quá nhỏ gọn như thế này. Nhưng cách sử dụng thì rất đơn giản, kéo vô thôi. Đây, kéo vào bài vô, mở lên xem nó phân tích. Quét khối mình có thể quét khối như thế này, kéo vào 4 bài nữa đúng không. Thì cái chương trình LTOP của mình á, khi mà các bạn để nhiều link vào nó cũng chạy rất nhanh, tại vì mình lập trình theo cái phương pháp là lập trình đa luồng này. Thì khi mà cái thanh process nó chạy, tức nghĩa là cái quá trình xử lý nó chưa hoàn thành, còn khi mà nó tắt là nó đã hoàn thành. Đây, tại thế ba video là copy dán vô này, các bạn có thể thu nhỏ sau. Giờ các bạn mở IDM lên nhìn đây, mấy trăm cái link luôn. Mấy cái này là mấy cái cũ mình test, không cần thiết. Đây, bây giờ các bạn có thể nhấn vô đây để tải. Thì chương trình nó sẽ gửi lên vô IDM thôi, chứ nó không được đồng tải. Tại vì nếu mà sau khi gửi lên vô IDM mà nó tự động nó tải nữa, thì nó sẽ dẫn đến là chiếm băng thông của mạng. Lúc đó chương trình sẽ phân tích các link rất chậm. Thì các bạn có thể nhấn tải. Thôi mình đừng có tải, mỗi video này là nó mấy trăm mê với cả ghi không à. Bạn có thể coi để thấy là nó đều lấy được tất cả các link hết. Mở giá lên coi thử rồi lấy được link hết hay không nha. Được hết nha các bạn. Như vậy là link nào mình cũng lấy thành công hết.